this is Mia, and welcome to another Pronunciation Basics video with Miss Hoa Communication English. Chào các bạn, cô là Mia và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi phát âm Pronunciation Basics của Miss Hoa Giao Tiếp. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cách phát âm đuôi ED hay là ED Ending Pronunciation với cô Mia nhé. Và về tổng quan thì chúng ta hay gặp đuôi ED khi mà chia động từ và ở rất nhiều các tính từ nữa đúng không nhỉ? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu 3 cách phát âm đuôi ED như sau. T, D, and it. Trước hết, đối với phát âm t thì chúng ta hãy cùng nhìn vào những ví dụ trên bảng cho cô nhé. Như các bạn có thể thấy thì đây đều là các động từ đã được chia ở thể quá khứ với đuôi ed được phát âm là t. Vậy thì bây giờ cô Mia sẽ đọc qua một lượt đã nhé. Hoped, hy vọng. Laughed, cười. Talked, nói chuyện. Missed, lỡ hoặc là nhớ. Pushed, đẩy. Watched, xem. Và mouthed, tức là mấp máy môi theo cái gì đó. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại những từ này. Và để ý cho cô là nếu không có đuôi ED thì ending sound hay là âm cuối của những động từ đó là những âm nào nhé. Đầu tiên, đối với từ này hope, nếu không có đuôi ED thì âm cuối của nó sẽ là, đúng không nhỉ? Tiếp đến từ này laugh sẽ có ending sound là nếu không có đuôi ed. Tiếp theo từ này sẽ là talk, âm cuối là k. Miss, âm cuối sẽ là s. Tiếp đến push, âm cuối sẽ là sh. Next we have watch, ending sound của từ đó sẽ là ch. Và cuối cùng mouth, mouth. Vậy thì ending sound của mouth sẽ là th, đúng không nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng để ý lại những ending sound, những âm cuối đó nhé. P, k, s, sh, vậy thì điểm chung của những âm này là gì các bạn nhỉ? Exactly, tất cả những âm đó chính là các phụ âm vô thanh. Vậy thì các bạn đã đoán ra được quy tắc đầu tiên cho phát âm t của đôi ed chưa nhỉ? Chúng ta cùng thử xem nhé. Ok, vậy nếu một từ có âm cuối hay có ending sound là một trong các phụ âm vô thanh như vừa rồi, nếu thêm đôi ed thì chúng ta sẽ phát âm đôi ed đó là t các bạn nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng luyện tập thêm một số ví dụ nữa với cô Mia nha. Đầu tiên với ending sound p, chúng ta có từ dừng lại và nhảy. Stopped, jumped. Tiếp đến với ending sound chúng ta có từ ho và lướt sóng. Coughed, surfed. Next với ending sound k chúng ta có từ như sau là đỗ xe và ngâm. Parked, soaked. Next với ending sound s, chúng ta có từ sửa và thư giãn. Fixed, relaxed. Next với ending sound sh, chúng ta có từ vội vàng và rửa. Rushed, washed. Tiếp đến đối với âm ch, chúng ta có từ sờ và nối. Touched, matched. Và cuối cùng với ending sound th, có ví dụ là mouthed, mouthed, nghĩa là mấp máy môi. Tiếp theo đối với phát âm d của đôi ed thì chúng ta hãy nhìn vào 6 ví dụ đầu tiên của cô Mia nhé. Đây đều là 6 động từ đã được chia với đôi ed đều được phát âm là d. Bây giờ hãy cùng nghe cô đọc một lượt nha. Đầu tiên là absorbed, tức là hấp thụ. Moved, là di chuyển, dịch chuyển. Begged, cầu xin. Called, gọi. Seemed, có vẻ như. Và joined, là tham gia hoặc là tham dự.
Và như ở phần phía trước thì bây giờ chúng ta hãy cùng để ý các ending sound, các âm cuối của những động từ này nếu không có đuôi ed nhá. Đầu tiên từ absorb sẽ có ending sound là gì nhỉ? Exactly, chính là b. Move sẽ có ending sound là v. Còn đối với bag, âm cuối của nó sẽ là g. Call, âm cuối là l, đúng không nhỉ? Seem, ending sound sẽ là m. Và join, ending sound là n. Và tất cả các âm này, b, v, g, l, m và n, đều là các phụ âm có thanh, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào tiếp một số ví dụ nữa với cô Mia nhé. Cared là quan tâm và cô có phiên âm Anh Mỹ ở trên và Anh ở dưới. Caused là gây ra. Changed, thay đổi. Breathed, thở. Và played là chơi. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng để ý các ending sound của những từ này nếu không có đuôi ed nhé. Đầu tiên, care. Nếu theo phát âm Anh Mỹ thì ending sound sẽ là r, âm cuối r, care. Tiếp đến, cause. Cause sẽ có âm cuối là z. Change, ending sound sẽ là j. Breathe. Breathe sẽ có ending sound là z. Và nó ký hiệu như thế này các bạn nhé. Và cuối cùng, play sẽ có ending sound là a, là một nguyên âm. Vậy thì đối với cả bốn trường hợp phía trên, các âm r, z, j và z cũng đều là các phụ âm có thanh và cuối cùng a sẽ là một nguyên âm. Bây giờ chúng ta hãy cùng chốt ra một quy tắc phát âm d cho đuôi ed với cô Mia nha. Vậy thì nếu một từ có ending sound hay có âm cuối là một trong các phụ âm có thanh sau b, v, g, l, m, n, r, z, j hoặc z hoặc là một nguyên âm, nếu thêm ed ở cuối từ thì chúng ta hãy phát âm đuôi ed đó là d các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng luyện tập một số ví dụ với cô Mia nha. Đầu tiên với ending sound b cũng có từ làm phiền và hấp thụ. Disturbed. Disturbed. Absorbed. Absorbed. Với ending sound v, cô có từ cứu hoặc tiết kiệm và từ này nghĩa là liên quan. Saved. Involved. Involved. Tiếp đến với âm cuối g, cô có từ cầu xin và kéo lê. Begged. Dragged. Dragged. Next, với ending sound l, cô có từ đi du lịch và gọi điện hoặc là gọi. Traveled. Traveled. Called. Called. Tiếp đến với ending sound m có từ thông báo và làm ấm. Informed. Informed. Warmed. Warmed. Còn với âm cuối n, cô có từ còn lại và dọn dẹp, lau dọn. Remained. Remained. Cleaned. Cleaned. Tiếp theo đối với âm cuối r, cô có hai ví dụ là che đậy và phiền, làm phiền. Covered. Covered. Bothered. Bothered. Tiếp đến với ending sound z, có các từ là ngạc nhiên, thích thú và gây ra. Amazed. Amazed. Caused. Caused.
và với ending sound j. Cô có các từ như sau là thay đổi và đánh giá. Changed, changed. Judged, judged. Tiếp đến với ending sound sẽ có các từ là thở và xoa dịu. Breathed, breathed. Soothed, soothed. Và cuối cùng với ending sound là một nguyên âm, cô sẽ có hai ví dụ là chậm lại hoặc làm chậm lại và tận hưởng. Slowed, enjoyed, enjoyed. Very good. Và cuối cùng đối với phát âm it cho đuôi ed thì chúng ta hãy cùng nhìn vào năm ví dụ đầu tiên với cô Mia nhé. Từ thứ nhất đấy là wanted, tức là mong muốn. Interested, hứng thú. Pointed, nếu là tính từ sẽ là nhọn, còn động từ là chỉ. Accepted, chấp nhận hoặc được chấp nhận. Và attracted là thu hút hoặc bị thu hút. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào ending sound, âm cuối của các từ này nếu không có đuôi ed nhé. Want, ending sound sẽ là t. Tương tự interest, point, accept và attract. Tất cả những từ này đều có âm cuối là t nếu không có đuôi ed. Vậy thì quy tắc đầu tiên đối với phát âm it cho đuôi ed đấy là nếu một từ có âm cuối là t, nếu thêm đuôi ed thì chúng ta hãy phát âm đuôi ed đó là it các bạn nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng luyện tập lại với cô những từ này nha. Wanted, wanted. Interested, interested. Pointed, pointed. Accepted, accepted. Attracted, attracted. Very good. Cô có 5 ví dụ nữa như sau. Đầu tiên là landed, nghĩa là hạ cánh. Added, hoặc tiếng đọc nhanh sẽ là added, là thêm. Needed, hoặc needed, là cần. Defended, defended, là phòng thủ. Và crowded, hoặc crowded, là đông đúc. Vậy thì như các bạn có thể thấy, nếu không có đuôi ed, các từ này đều có ending sound là gì nhỉ? Chính xác rồi, đó chính là d. Land, d. Add, d. Need, defend and crowd. Vậy thì nếu một từ có ending sound hoặc có âm cuối là d, nếu có đuôi ed thì các bạn hãy phát âm đuôi ed đó là it các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng luyện tập lại những ví dụ này với cô nha. Landed, landed. Added, added. Needed, needed. Defended, defended. Và crowded, crowded. Excellent. Ok, như vừa rồi thì chúng ta đã cùng tìm hiểu chi tiết 3 cách phát âm đuôi ed rồi. Vậy thì chúng ta hãy nhớ cho cô là luôn phải để ý các âm cuối hay ending sound của các từ để xác định xem là nếu thêm đuôi ed thì đuôi ed ở trong từ đó sẽ được phát âm như thế nào nhá. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại 3 quy tắc này nha. Đầu tiên, nếu một từ kết thúc bằng một trong các phụ âm vô thanh như ở đây, nếu thêm đuôi ed thì chúng ta sẽ phát âm đuôi ed đó là t. Nếu một từ kết thúc bằng một trong các phụ âm có thanh như ở đây, nếu thêm đuôi ed thì đuôi ed sẽ được phát âm là d. Hoặc nếu một từ kết thúc bằng một nguyên âm thì đuôi ed cũng sẽ được phát âm là d các bạn nhé. Còn nếu một từ có ending sound là t hoặc
hoặc là d. Thì nếu thêm đuôi ed thì đuôi ed sẽ được phát âm là it. Vậy thì các bạn hãy nhớ lại cho cô nhé. T sẽ tương ứng với các ending sound là các phụ âm vô thanh. D tương ứng với các ending sound là các phụ âm có thanh hoặc nguyên âm. Và cuối cùng, it sẽ tương ứng với các ending sound là t hoặc là d. Vậy thì cô mong rằng sau bài giảng lần này chúng ta sẽ không còn bị nhầm lẫn giữa các cách phát âm đuôi ed nữa. So that's it for this video. Thank you for watching. And if you find this useful, give us a like and a subscribe. And I'll see you guys next time. Bye! Miss Hoa giao tiếp, độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng.